Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người quay lại với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục là một video review đây. Và cái con hàng của video lần này là Sohomin anh em. Con hàng mình vừa mua được đây. Sohomin với biệt danh là Sony nha. Cậu bé khóc nhè. Ok, con hàng vừa ra sáng nay trong cái sự kiện Precision Freezen anh em. Bộ chỉ số rất là khủng trong cái Skillwood Agility nè. Ui, cái zoom thì khá thấp, zoom 90 thôi, Berlin 140, Agility 140, Rippling và Reaction 140, cao 1m83, nặng 78 cân và World Red là 2 và 2, skill move là Hell to Hell anh em ạ. Khá là rực rỡ cho cái bộ chỉ số này luôn, chỉ có cái skill boost Agility thôi. Ok, mình mua con hàng với giá 5.7 triệu nè, ui, cũng khá được cho con hàng có móc over 114 anh em ạ. Những anh em nào mà nhân phẩm cực cao sẽ mở được cả Sohomin sớm thì bán được rất là nhiều coi nha. Còn mình thì thử nhân phẩm rồi và không được, bắt buộc phải vào chợ và mua thôi anh em ạ. Dạo này mở bắt thì hơi đen tay một chút. Còn đây là cái Sword Builder Italia này cũng sắp được ra mắt anh em rồi. Anh em chờ xem nha. Nhớ đăng ký kênh để chờ xem những video trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì mình quay lại với con hàng cực nóng hổi luôn. rất nóng luôn và rất nhiều anh em đang mong chờ con hàng Sohomin này luôn. Ok, bây giờ mình xếp cái sơ đồ đầu tiên này sẽ là 5221 nha. Sơ đồ này rất là mạnh về khoảng tấn công, vị trí tiền đạo cánh nè. Đó, ok, bây giờ mình sẽ xếp đội hình nha. Đây cũng là một idol của rất là nhiều người luôn. Nhiều bạn trẻ rất là để hình, rất thích để hình avatar của Sohomin luôn. Vừa đẹp trai, vừa là người châu Á nè, vừa kiểu ngôi sao đá bóng hay nữa. Ngoài những cái tình huống hay khóc nhè ở đội tuyển quốc gia ra thì anh ấy đá cũng khá hay trong màu áo Tottenham này. Tỏa sáng rất là đều đặn luôn, phong độ cũng rất là tốt. Ok, bây giờ mình sẽ xếp Sohomin vào vị trí này để xem so chỉ số với Ronaldinho xem. Ui, Agility và cả Defense còn hơn cả Brighton anh em ạ. Dù là cái skill boost thấp hơn nha. Ui, khá là ảo luôn. EA cuối mùa cho những cái bộ chỉ số mát pin thật sự luôn. Cái thẻ lần này thì EA làm cũng khá đẹp trong cái ảnh của avatar của Sohomin đây nè. Ok, đây là cái sơ đồ đầu tiên nha. Thế sẽ thay Fernando Hierro thôi. Chơi với sơ đồ mạnh nhất mà cho cụ vào thì cụ chạy không có nổi nè. Mình chơi Hierro kiểu hơi bị đuối, kiểu như những pha nước rút tay đôi với những con tiền đạo khá là, cụ khá là cá đuối cho nên không thể nào dùng được. Bây giờ mình sẽ vào đổi bộ áo đấu của Tottenham này. Đó, ok. Ui, nói về câu lạc bộ Tottenham hình như mình vẫn chưa làm cầu thủ nào về Tottenham thì phải. Cả Harry Kane nữa. Ui, rất là nhiều con hàng Tottenham rất là ngon nhưng mà vẫn chưa có cơ hội làm. Sohomin có bảng 108, bảng Nation Hero nữa. Mình vẫn còn trong kho nhưng mà vẫn chưa có thời gian để làm. Vì mình làm YouTube sau này. Ui, trận đầu tiên gặp anh bạn tên huấn luyện viên Phong à. Huấn luyện viên luôn. Ôi, gặp một anh huấn luyện viên Phong trận đầu tiên, không biết anh này phải là huấn luyện viên bóng đá hay không. Ok, không biết anh huấn luyện viên môn gì thì mình cứ đá hết mình thôi. Ok, đã chào hỏi xong rồi thì tấn công thôi anh em. Mời tất cả anh em cùng xem ba trận đá head to head của Sohomin với mình nha, để xem con hàng trong game sẽ chơi như thế nào. Ui, chạy khá nhanh bên cạnh bên kia rồi. Ui, xem nào. Ui, khả năng đánh đầu thì chắc chắn là không được nổi bật lắm trong cái khả năng của Sohomin rồi. Ui, pha mở cánh cho Ashley Young. Sohomin thì chắc chắn sẽ nhanh về cái khoảng tốc độ này và dứt điểm thôi. Ui, đó, đoàn có bóng và rễ dắt. Ui, bóng dính chân thật sự luôn anh em. Cú sút đầu tiên của Sohomin, bóng rễ dắt rất là dính chân anh em và kiểu sút cũng rất là lực luôn á. Xem nè, không được rồi. Ui, Sohomin có pha thể hiện rễ dắt đầu tiên khá ấn tượng đối với mình này. Đã khá là rê dắt, khá là mượt mà luôn. Xem nào, mình cố gắng đưa bóng cho Sohomin nhiều nhất có thể nha. Sohomin đang bên cánh bên này rồi. Chị Sohomin đây nè. Đây xem nào. Ui, heo đi. Ui, đã có bàn thắng rất sớm luôn anh ạ. Rất nhanh luôn, pha chạm bóng thứ hai thôi. Ui, ngon thật sự luôn con LW. Thể hình 1m83 kìa đây. Ui, pha chạm bóng thứ hai và pha tấn công thứ hai có cái heo to heo đẳng cấp thật sự, dứt điểm gọn gàng luôn, tuyệt vời. Điểm 10 cho cái bàn thắng đầu tiên, một pha xử lý cá nhân đỉnh cao luôn. Ui, đó, cái skill boost agility thật thì
kiểu như kén người dùng thôi, chứ nếu mà có anh em có up lên cái skillboost đó cũng rất là ngon, vì cái skillboost đó nó búp cho nhiều vị trí, kiểu như là song sáo rất là tốt luôn nha này. Agility búp cho khả năng thăng bằng nữa, con hàng rất là khó bị ngã luôn, kiểu thăng bằng 140 luôn. Tiếp tục xem nào, huấn luyện viên Phong sẽ làm gì đây. Cái cách làm review của mình thì đơn giản và kiểu như gần gũi anh em nhất, đơn giản và đá những trận đấu như thế này để cảm nhận con hàng rõ hơn thôi. Còn những kênh khác người ta sẽ làm theo cái cách của người ta, người ta sẽ làm khác đi. Vẫn có nhiều anh em thích hoặc không thích, cho nên mình thì vẫn làm theo cái cách của mình thôi. Như mình đã nói từ đầu làm YouTube rồi, cái cách làm việc của mình là vậy. Anh em có thể vui thì ở lại cùng mình để cùng giải trí, hoặc không vui thì anh em có thể đi những kênh khác, hoặc anh em làm gì đó theo tùy thích cá nhân của anh em nha. Chứ còn có kiểu anh em muốn mình làm theo ý anh em thì chắc chắn sẽ không được rồi. Vì mình đã nói kiểu làm theo người ta, làm theo ý người khác là làm vừa lòng tất cả, thì có nghĩa là vừa điều đó vừa khó lại vừa ngu, cho nên mình sẽ không bao giờ làm nha. Và mình luôn luôn cảm ơn những anh em đã luôn ủng hộ kênh mình nha. Sắp tới thì cũng tới một cái box giveaway tiếp theo rồi, giveaway lần thứ 3 rồi, là kênh của mình đã được 7.900 người rồi, chỉ còn 100 người nữa thôi thì mình sẽ đưa ra một cái event để cho tất cả anh em cùng chơi với mình nha, anh em trên kênh của mình thôi. Và cái giveaway lần này sẽ đặc biệt hơn hai lần trước đó nha. Ok, đó là những thông báo của mình. Bây giờ thì trở lại với trận đấu thôi. Son Heung-min quá đặc biệt trong cái hiệp đấu đầu tiên nè. Ui, pha này hơi lắc một tí lưới Sigo. hơi mất tập trung một chút. Anh bạn huấn luyện viên Phong này đang thi đấu trong màu áo của đội tuyển câu lạc bộ nào đây, nhìn khá lạ luôn anh. Câu lạc bộ gì mà lúc đầu nếu mà nhìn xa thì cứ tưởng là màu áo của Manchester United, nhưng không phải nè, vừa đỏ vừa vàng. Ui, anh ấy quyết định xuất xa để cầu may nhưng không thành công rồi. Chịu quá, xuất xa kiểu đó thật sự không ăn thua được. Bóng lại đến chân Son Heung-min rồi, xem nào. Ui, phối hợp với Beckham. Ui, đi hơi quá đà nè. Bóng lại đi hơi quá đà. Thật sự trong cái thể hình 1m83 của Son Heung-min nhìn thật sự rất là vừa ý luôn anh em. Nhìn rất là thích luôn đó, di chuyển liên tục nha, rất là song sáo luôn. Vì cái skill boost agility ảnh hưởng tới khả năng con hàng, kiểu như nó kiểu như đá nó nhanh nhẹn ấy. Vì cái khả năng nhanh nhẹn con hàng được boost rất là mạnh luôn. Xem nào, đây là Luis Figo lại đưa bóng qua. Mình lại đưa về cánh cho Son Heung-min tiếp tục thể hiện. Ui, pha này thì hơi quá chân rồi. Bóng đi quá mạnh rồi. Vị trí cánh của Son Heung-min thì cái khả năng đánh đầu sẽ không được như Mane đâu nha anh em. Nó chỉ là bước tốc đi nhanh nè, dứt điểm gọn nè, rê dắt tuyệt vời nè, đó là những cái điểm mạnh thôi. Còn đánh đầu mình cảm thấy những cái pha kiểu như là sức mạnh zoom của nó không được, và cái heading của nó cũng rất là thấp luôn. Còn hàng chuyên cánh thôi, một mũi tên cánh thật mạnh thôi. Ok, mới trận đấu đầu tiên thôi vẫn chưa cảm nhận được nhiều lắm. Tiếp tục xem nào. Đây rồi, lại xuống không mình không được. Pha đó thì đỡ bóng hơi bị cứng một chút, bóng nó văng khá xa trong tình huống bóng đó. Cũng khá khó trong tình huống đó mà yêu cầu đỡ bóng ngon hơn thì cũng không được nữa. Hậu vệ nó quá nhanh, Greenwood. Ui, anh bạn tạt vào, không thành công rồi. Tỷ số vẫn là 1-0 ở phút 83, một bàn thắng duy nhất của Son Heung-min thôi. Biết đâu trận đấu này lại kết thúc với tỷ số kiểu huấn luyện viên Mourinho thì sao. Ui, Van Dijk thủ bóng bổng tốt quá này mà. Ui, những trận đấu như thế này thì thật sự rất là kịch tính nha này. Kiểu mình mà giữ được cái tỷ số 1-0 thì cũng rất là kịch tính rồi. Bị đối thủ dồn ép rất là nhiều, nhưng mà kiểu mình vẫn giữ được một chiến thắng á, thì cũng khá là hay. Cũng có điều đặc biệt của cái trận đấu với tỷ số 1-0 như thế này. Phút 90 rồi. Ui, anh bạn đúng kiểu rất là bế tắc luôn anh em. Không biết phải tấn công bằng đường nào để có chiến thắng. Ui, màu áo nào khá lạ luôn. Ok, bạn cũng đã để lại một cái tiếng còi rồi. Đúng huấn luyện viên luôn, đúng bản chất của huấn luyện viên luôn. Family FC 2. Ok. Nếu bạn mà xem được video clip trên kênh của mình thì nhớ say hello nha, huấn luyện viên Phong. Một trận đấu ra mắt điểm 10 của Son Heung-min đây mà. Rất là hay trong cái vị trí của mình luôn, và để lại một bàn thắng đó, và đó là bàn thắng của Son Heung-min. Một pha độc diễn cá nhân nha này. Ok, bây giờ mình sẽ xếp cái sơ đồ thứ hai này. Thật sự mượt luôn á. Con Son Heung-min chơi cái vị trí cánh đó thật sự mượt luôn anh em ạ. Thẻ cũng rất là đẹp luôn, ngầu thật sự luôn. Không biết ở đây có anh em nào là fan của Tottenham hay không.
nếu mà anh em kiểu như squad builder mà cả team Tottenham thì rất là được nha. Mình thì tới thời điểm hiện tại là vẫn khuyến khích anh em kiểu như cuối mùa này thì có thể xây đội hình hay làm gì đó theo cái ý thích của mình để trải nghiệm nha. Vì thật sự nhiều anh em kiểu không biết cái kiểu như cứ lúc nào cũng nghĩ là over cao qua mùa sau sẽ được thưởng nhiều. Những anh em đó toàn là nghe nói lại thôi. Như bản thân mình chơi mấy mùa rồi nè, kiểu như mùa trước cũng kiểu nghĩ là over cao sẽ được thưởng nhiều, nhưng mà không bao nhiêu hết anh em ạ. Đào vào đầu mùa không bao nhiêu hết, chỉ là nó thưởng được những cái nào letter boy anh em nhiều nè, và những cái cầu thủ mở 8x anh em được may mắn thôi. Chứ đừng có nghĩ là over mình cứ búp hết over cao sẽ ngon, chưa chắc đâu nha anh em. Vì EA nó có thể quay xe bất cứ lúc nào, vì EA nó game nhà nó mà nó làm gì thì làm. Đừng có bị kiểu đánh lừa và kiểu như nhét chữ vào mồm kiểu như là phải là over cao thì mới được quà nhiều, không có đâu. Cứ chơi thoải mái đi, game này cứ mình xác định cứ chơi thoải mái nhất có thể là được, đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết. Ok, vào trận đấu thứ hai. Ui, pha bóng tạt đầu tiên của Son Heung-min. Cái team này anh bạn chơi với sơ đồ là 4-2-4 này, và với cái hàng tiền tấn công mình thấy đâu đó là Vinicius này, những con hàng của sự kiện mới lần này luôn, Tarami, con hàng Tarami của Porto này. Để mình xem lại cái hàng tấn công, vì thật sự vừa nói với anh em một việc kia và chưa để ý được cái team của anh bạn chính xác là những con nào nè. Kamaric, Karamic của Bundesliga đó nè. Ui, những con hàng mới trong cái sự kiện lần này thôi. Pha mở bóng xem nào. Ui, Son Heung-min mình thấy cái cách nó di chuyển lên xuống trong cái cánh bên kia rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Di chuyển liên tục luôn nha, rất là ngon luôn, con hàng tấn công Karamic. Ui, tạt vào. Ui, có cả San Maximin này kia. Mình vừa thấy cả San Maximin. Xem anh bạn sẽ tấn công như thế nào đây. Trận đấu thứ hai của con hàng Son Heung-min, mình gọi tắt là Sony anh ạ, không phải là Sony mà là Sony. Con hàng có biệt danh rất là dễ thương luôn, tiếp tục cũng là một ngôi sao của Tottenham anh ạ. Ui, Karamid con, ui đã ghi bàn rồi, khá nhanh phải không anh này? Con này cái tên là Karamid phải không, mình không biết mình đọc có đúng hay không nữa. Anh em nào biết đọc như thế nào thì có thể comment vào bên dưới giúp mình nha. Mình đã bị lủng một bàn rồi từ phút 30. Cố gắng trở lại xem nào, giữ nhịp độ trận đấu anh em, vào trận cứ giữ nhịp độ trận đấu và thể hiện tốt những kỹ năng mình có thôi. Cứ như vậy là cứ tự tin như vậy thì chắc chắn chiến thắng sẽ tới thôi. Đừng có bị cuốn theo lối đá của một ai hết, và đừng có kiểu nghe người khác nói kiểu đao to búa lớn quá, đá thế này kỹ năng thế này thế kia. Mình cứ đá bình thường thôi, theo đúng cái kỹ năng mình có thôi. Đừng là một ai hết, mình hãy là chính mình thôi, và đá đừng bao giờ bỏ cuộc là được rồi. Và cố gắng học hỏi thêm những cái kinh nghiệm hay là được, không cần phải là nghe ông này ông kia nói màu mè hoa lá làm gì nha nè. Đào to búa lớn thật sự luôn, nhiều ông kiểu rất thích đào to búa lớn. Xem nè, ui Luis Figo, ôi pha xử lý fail thật sự của Luis Figo khá đáng tiếc anh ạ. Cơ hội đã mở ra rồi nhưng mà vẫn chưa tận dụng được. Son Heung-min tiếp tục xem nào, bóng lại đến chơi Son Heung-min, mình cố gắng nhồi bóng thật nhiều cho Son Heung-min anh em. Ui, rê dắt và xoay bóng khá là mượt mà luôn. Ui, và cửa lòng khá đáng tiếc không thành công. Ui, cuối cùng thì Lukaku cũng đã lên tiếng. Vài trận gần đây thì khá là im tiếng của Lukaku rồi. Lần này thì anh đã lên tiếng bằng ui, không có pha highlight đâu, bằng bàn quân bình tỷ số. Và pha đi bóng trước đó của Son Heung-min cũng là một điểm cộng cực lớn trong cái con hàng trong bài review lần này nha. Pha đi bóng khá mượt luôn á. Con hàng mình cảm giác như nó xoay sở trong cái không gian hẹp khá tốt luôn anh em. Nó xoay sở rất là hay trong cái không gian mà kiểu như vòng cấm đối thủ, khá được luôn. Tiếp tục bóng được nhồi cho Son Heung-min tiếp nè. Ui, cái khả năng bứt tốc heo tu heo đỉnh thật sự luôn anh em, ngon thật sự luôn, không đỡ được anh em ạ. Tuyệt vời, một con hàng hết nước chấm tới thời điểm hiện tại của mình đang làm video, đỉnh thật sự luôn. Tấn công rất là mạnh mà kiểu không có, kiểu rất là nhanh nhẹn luôn, không có bị tù như những cái con hàng LW khác. Ui, chọn vị trí, chạy chỗ, dứt điểm, tất cả các thứ rất là ngon luôn. Đỉnh thật sự. Hai bàn thắng đều rất là quan trọng tới thời điểm hiện tại rồi. Bàn vừa rồi là một bàn thắng trong trận thắng duy nhất trong trận đấu đầu tiên, còn bàn này là bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu thứ hai, mà toàn là siêu phẩm kiểu độc diễn thôi đây. Toàn những siêu phẩm kiểu thể hiện kỹ năng một mình của mình. Đây, lại pha bước đi khá nhanh anh em.
ngon thực sự luôn á. Ui, bước đi như một mũi tên luôn, mũi tên cắn luôn. Ui, và này thì mình cố gắng kiểu xoay lại thêm một nhịp nữa nhưng mà bị phá ngay cái đầu mũi giày, khá đáng tiếc anh. Quá ngon, con hàng thôi thật sự luôn rồi. Một con hàng đỉnh cao cho anh em chơi đây rồi. Giá khá rẻ luôn anh em, chỉ chưa tới 6 triệu coin nữa. Một con hàng Overall 114. Thật sự luôn, EA đang kiểu quá ưu ái cho những người chơi mới luôn. Những con hàng đỉnh cao luôn. Mình thử chuyên kiểu như là chuyên đảo cánh á, mở cánh và vẫn gặp cái Son Heung-min ở vị trí đó này. Ngon thật sự, chịu rồi. Ui, pha này thì thử cái đánh đầu nhưng mà thật sự không không ngon đó. Như mình đã nói, đánh đầu của Son Heung-min thì chỉ là những quả kiểu như rõ ràng nhất thì mới có cơ hội làm bàn thôi nha. Còn kiểu như phạt góc cái đó mình vừa thử một quả đó, kiểu cũng có thể chạy lên cắt mặt đối thủ để bật lên đánh đầu được, nhưng mà cái sức bật và cái sức đánh đầu thật sự không ngon cho lắm. Trừ cái khoảng đầu ra nha anh em, là con hàng LW này mạnh tất cả những cái chỉ số còn lại luôn. Thăng bằng này, tấn công này, dứt điểm. Ui, pha mở bóng của Beckham mở đầy lực luôn anh em, mở bằng chân phải đầy lực luôn. Đá mượt thật sự đó, anh em cứ cầm bóng tự tin như thế này thôi là anh em cứ leo ranh và đá thoải mái, không cần phải gì hết, mình cứ đá hết khả năng là được. Đào to búa lớn thể hiện mình là thế này thế kia đi. Tớp này tớp kia không quan trọng đâu anh em, quan trọng mình chơi cái game mình cảm nhận được nó hay, nó thoải mái mình là được rồi. Đó là cái mục tiêu cao nhất trong những cái trò game mình chơi mà. Đừng thể hiện mình là thế này thế kia là được, sống khiêm tốn một chút anh em ạ. Mình cứ thật sự khiêm tốn một chút là sẽ thành công thôi. Ui, không được rồi. Anh bạn đang cố gắng để quân bình tỷ số 2 đều nhưng mà không còn cơ hội rồi, hết giờ luôn. Phút 90. Lại là Son Heung-min anh em ạ. Tới thời điểm hiện tại thì mình chấm điểm con hàng là 10 trên 10 rồi anh em ạ. Từ hai trận đấu và hai cái bàn thắng cực kỳ quan trọng luôn, đem về hai chiến thắng cho cái cả team luôn. Đỉnh thật sự luôn, con hàng Son Heung-min. Nét căng luôn anh ạ. Con hàng Son Heung-min này mà trong cái thẻ Nation Hero 108 á, thì nó cũng có một cái gì đó khá cứng nha anh em. Kiểu chơi hơi bị cứng nhắc một chút, ra chân nó chậm hơn một chút. Nhưng con hàng này á, thì hình như EA nó đã búp lên toàn diện hơn rồi anh em. Thật sự toàn diện cho một con LW kiểu này. Nếu mà so sánh con Son Heung-min này với con Vinicius á, thì mình cảm giác như con Son Heung-min này nó thiếu một chút độ dẻo của con Vinicius thôi, còn lại tất cả nó đều nhỉnh hơn nha. Con Vinicius nó kiểu như đá cái thể hình của nó dẻo hơn một chút, mình cảm giác như vậy. Còn con Son Heung-min này thì cảm giác nó toàn diện hơn anh em, nó có skill heal to heal thì thật sự rất là ngon luôn. Đó là những cái điểm mạnh yếu của con hàng. Ok, bây giờ sẽ vào cái trận đấu thứ ba nha, cũng là trận đấu cuối cùng của Son Heung-min nha. Mời tất cả anh em xem cùng mình. Anh em nào xem tới đây mà vẫn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. À mà nữa, anh em nhớ là like luôn cho mình cái video, những cái video anh em xem được nha. Nhớ comment vào bên dưới luôn để cái video của mình nhận được nhiều nhất sự đề xuất của YouTube nha, để từ đó mình có động lực để ra nhiều video hơn để gửi tới tất cả anh em xem giải trí trên kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả anh em. Bây giờ vào trận đấu thứ ba thôi. Ui, trận này thì mặc bộ áo sân nhà của Tottenham này, khá đẹp luôn á. Áo sân nhà của Tottenham thì rất là ấn tượng. Pha này thì không được rồi. Mình làm review cái kiểu con hàng nào thì sẽ dồn hết bóng cho con hàng đó thôi anh em. Nên những cái video lần này anh em chỉ thấy mình đá ở cánh trái thôi. Ui, Lukaku. Ui, trận này Lukaku mình ship ở vị trí CAM anh em ạ. Cho Lukaku thể hiện khả năng tỉa tót bóng nè, chia bài nè. Xem như thế nào. Ui, Lionel Messi kìa. Lionel Messi thì không vượt qua được Van Dijk rồi. Bernardo Silva, những con hàng rất là thích luôn. Những con hàng đó mình chưa có dịp để làm review anh em ạ. Bernardo Silva mở bóng Ronaldo, bên trong là Son Heung-min kìa. Ui, pha này thì Son Heung-min không chiến thành công rồi. CR7 hàng Âu đã chuyền bóng cho CR7 hàng châu Á rồi anh em ạ. Ui, Phan Mừng hơi bị kiểu nhìn hơi bị thách thức một chút phải không anh? Phan Mừng của Son Heung-min điệu nhảy gì đó mà nhìn kiểu hơi thách thức một chút. Và tấn công thật sự rực lửa luôn. Vị trí LW mà kiểu như hoán đổi vị trí với kiểu CR7 anh em. Kiểu thay vì CR7 đang chạy cánh và Son Heung-min lập tức bó vào trong và ghi bàn. Ui, rê dắt tuyệt vời. Rê dắt qua người. Ui, tốc độ thì không con nào đuổi được Jesus Navas. Ui, xoay kìa. Ui, con hàng xử lý trong không gian hẹp tuyệt vời thật sự anh em. Thôi chịu rồi, tới đây thì mình chịu nha. Một con hàng toàn diện quá.
tấn công như này thì đỡ làm sao được. Liên tục là hai bàn thắng luôn anh em ạ. Không biết trong phút bao nhiêu mà tới phút 29 này đã là cú đúp của Son Heung-min rồi. Mà thật sự là nhanh luôn, vừa ghi bàn và vừa đội bạn vừa giao bóng và lập tức có cơ hội và ghi thêm bàn thắng thứ hai. Ui. Chịu rồi, cầu hàng đỉnh cao luôn. Không biết anh em chơi xem cái video của mình thì có kiểu như có động lực để đá hơn hay không, chứ thật sự luôn mình đá mình cảm giác rất là cuốn luôn, những trận đấu kiểu này rất là mượt mà luôn. Ui, lại là Son Heung-min, lại là Son Heung-min. Pha này ra chân thì hơi bị kiểu chậm nhịp một chút thôi, không thì đã là có hat-trick rồi anh em ạ. Khá đáng tiếc. Quá tuyệt vời anh em ạ, con hàng xử lý quá tuyệt vời luôn. Quá vừa trong cái thể hình lần này. Beckham cầm bóng lại đưa về cho Son Heung-min tiếp tục thể hiện thôi. Ui, không được đâu. Jesus Navas pha đó thì không bị qua nữa đâu. Jesus Navas cái trận này kiểu như bị qua người liên tục. Hình như con Jesus Navas này là con hàng mới của sáng nay luôn thì phải, trong over 109. Con hàng đó mình cũng sáng nay mình cũng mở được. Sáng nay mình thử ba gói mở đó nhưng mà không ra được Son Heung-min, khá đáng tiếc. Có cả Jesus nữa nè, con hàng Jesus nè, Gabriel Jesus và con hàng GK của Juventus Jesigny trong over 116 nữa. Nhưng mà mình không may mắn lắm, không mở được những con hàng đó. Ok, bây giờ sẽ vào hiệp 2. Ui, CR7 đã cướp được bóng từ Kabak rồi. Xem nào, phối hợp với Son Heung-min. Ui, bắt vô lê tuyệt vời. Đây mới là hat-trick anh em ạ. Tới phút này mới là hat-trick này. Ui, ngồng nghênh thật sự luôn. Trong cái màu áo, đúng cái màu áo sân nhà Tottenham, đẹp quá anh em ạ. Ui, với mình chỉ cần như vậy thôi. Với mình chỉ cần được thấy như vậy là đã thành công cực kỳ lớn rồi. Ui, đẹp thật sự luôn anh em ạ. Con hàng Son Heung-min cũng là một con hàng mình rất là thích anh em. Đá rất là tận tụy cống hiến mà cũng hay lập nhiều siêu phẩm trong màu áo của Tottenham lắm. Con hàng cũng xứng đáng được yêu quý rồi. Đây, lại là Son Heung-min. Thôi chịu rồi anh em ạ, mình con hàng hết nước chấm đối với mình rồi. Cảnh bên kia là Mohamed Salah, cảnh bên này sẽ là Son Heung-min. Và tiền đạo cắm là Ronaldo hoặc Lukaku gì đó. Thì thôi, phá đảo mọi hàng thủ luôn rồi nè. Phá nát mọi hàng thủ luôn rồi. Một con hàng tới thời điểm hiện tại đối với cá nhân mình là 10 trên 10 nha. Không một điểm yếu nào hết. Rất là ngon. Một con hàng mà được một vị trí đá chính đặc biệt luôn. Để trong cái team của anh em nếu mà có chơi cái sơ đồ LW. Ui, thôi chịu rồi. Thử luôn nè. Ui, pha này kiểu mình thực hiện kỹ năng anh em, mình kiểu như dừng bóng và kiểu như cứa lòng á, nhưng mà hơi chậm nhịp một chút. Chứ pha đó mà dứt điểm thì thật sự là 4 bàn thắng rồi đó nè. Kiểu mình tung chân và sút thẳng thì là 4 bàn thắng chắc chắn. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì cú hat-trick cũng đã quá là tròn trịa cho Son Heung-min rồi. Mình không muốn ghi thêm bàn nữa, mình muốn thể hiện kỹ năng một chút. 77 rồi. Để xem anh bạn có thể có bàn thắng danh dự hay không. Ui, David Beckham lại. Anh em cảm giác con hàng kiểu David Beckham vừa có bóng là con hàng Son Heung-min nó bỏ vào trong ngay lập tức luôn. Chịu luôn rồi đó. Thật sự luôn, cái skill agility này nếu mà anh em có mà up lên thì chơi rất là ổn định luôn anh em. Mình thấy tới cuối mùa này thì mình thấy có nhiều con hàng ngon có skill agility này cũng rất là nhiều luôn. Ok, phút 89 rồi, phút 90 của trận đấu rồi. Chắc là trận đấu lại kết thúc với tỷ số 3-0 thôi. Ui, 3 trận đấu đều ghi bàn. 3 trận đấu và 5 bàn thắng của Son Heung-min. Chắc là con số cũng nói lên cái độ ngon dở của con hàng rồi phải không anh em? 3 trận đấu mà 5 bàn thắng. Cái này kiểu này mà ở ngoài đời thì kiểu báo tung hô khắp mặt báo luôn đúng không anh em? Ok, đó là tất cả những gì có trong cái video review Son Heung-min lần này. Mình cố gắng làm thật sớm vì con hàng mình cũng rất là thích. Mình cố gắng làm sớm và nhanh để gửi lên, mình up cái video lên để cho tất cả anh em cùng xem được với mình và cùng giải trí khung mình nha. Ok, một con hàng mình như mình đã chấm điểm rồi đó, 10 trên 10, không một điểm yếu nào hết. Con hàng rất là tuyệt vời, vị trí là W. Đó là tất cả những gì mình muốn gửi tới anh em. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong một video tiếp theo trên kênh. Nhớ đăng ký kênh và ấn nút like ủng hộ mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.